Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 3,9 triệu tặng tên miền hosting hỗ trợ cài đặt quảng cáo miễn phí từ A đến Z liên hệ ngay hotline hiện trên màn hình để được tư vấn nhiều hơn. Xin cảm ơn. Số bậc cầu thang nên đi mỗi ngày để có trái tim khỏe mạnh những người leo hơn 50 bậc cầu thang mỗi ngày có tim khỏe mạnh, nguy cơ sơ vữa động mạch thấp hơn 20%. Các bệnh tim mạch là nguyên nhân hàng đầu dẫn tới tử vong trên toàn cầu. Giới chuyên môn phát hiện thường xuyên leo cầu thang có thể làm giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đặc biệt là sơ vữa động mạch, bệnh động mạch vành và đột quỵ. Leo cầu thang cường độ cao là cách tiết kiệm thời gian để cải thiện tình trạng sức khỏe tim mạch, tác giả nghiên cứu, tiến sĩ Lu Chi, Đại học Tulane, Mỹ, nói với Verigel. Nhóm của tiến sĩ Chi đã xem xét dữ liệu của gần 460.000 người trưởng thành ở Vương quốc Anh, chưa từng được chẩn đoán mắc bệnh tim mạch khi bắt đầu nghiên cứu. Độ tuổi trung bình của những người tham gia là 56 tuổi 56% là nữ. Các nhà khoa học đánh giá nguy cơ mắc bệnh tim mạch của nhóm người trên bằng cách xem xét tiền sử gia đình, di truyền, huyết áp và hút thuốc hay không. Những người tham gia được yêu cầu tự báo cáo thói quen sinh hoạt, bao gồm tần suất leo cầu thang, dữ liệu được thu thập trong khoảng 12,5 năm. Trong thời gian theo dõi, nhóm tác giả đã xác định được 39.000 ca sơ vữa động mạch, 30.000 ca mắc bệnh động mạch vành và 10.500 ca đột quỵ do thiếu máu cục bộ. Họ phát hiện những người leo hơn 50 bậc cầu thang mỗi ngày có nguy cơ sơ vữa động mạch thấp hơn 20%. Lý giải tác dụng của leo cầu thang Tiến sĩ Bác sĩ tim mạch Vignes Raghun, Trung tâm Y tế Morristown ở New Jersey, Mỹ, giải thích thường xuyên đi cầu thang có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim vì đây là một hình thức vận động làm tăng nhịp tim của bạn. Khi nhịp tim tăng thông qua các hoạt động thể chất như leo cầu thang, chạy hoặc đạp xe sẽ giúp tăng cường cơ tim và bơm máu, oxy đi khắp cơ thể hiệu quả hơn. Các yếu tố như huyết áp, lượng đường trong máu và mức cholesterol cũng được điều hòa. Tiến sĩ John A. Osborne, chuyên gia tim mạch, nhận định Tôi nghĩ bất kỳ hoạt động nào cũng hữu ích để giúp tim khỏe mạnh, leo cầu thang hoặc đường dốc có thể hiệu quả hơn về mặt thời gian. Nếu bạn không thể leo cầu thang, leo cầu thang không phải là lựa chọn duy nhất tốt cho sức khỏe tim mạch. Các hoạt động khác khiến nhịp tim của bạn tăng lên như đi bộ nhanh, chạy, đạp xe hoặc luyện tập ngắt quãng tốc độ cao cũng có lợi. Điều quan trọng là cường độ vừa phải hoặc cao. Hiệp hội tim mạch Mỹ đưa ra hướng dẫn giúp tim mạch khỏe mạnh hoạt động thể chất ít nhất 150 phút mỗi tuần. Chế độ ăn nhiều thực phẩm nguyên chất, trái cây, rau củ và protein nạc. Bỏ thuốc lá. Ngủ 7 đến 9 giờ mỗi đêm. Giữ cân nặng ở mức khỏe mạnh. Luôn kiểm soát mức cholesterol, lượng đường trong máu và huyết áp. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 3,9 triệu tặng tên miền hosting hỗ trợ cài đặt quảng cáo miễn phí từ A đến Z liên hệ ngay hotline hiện trên màn hình để được tư vấn nhiều hơn. Xin cảm ơn.